một chút xíu hạnh phúc, một chút xíu cái niềm vui trước khi cái sản phẩm được ra mắt chính thức. Tại vì sao? Là vì cái sản phẩm lần này là một cái sản phẩm mà là đánh dấu một cái bước trở lại khác nhất của Đức Phúc từ trước đến giờ, khác hoàn toàn từ trước đến giờ. Và đó là lý do vì sao mà Phúc cảm thấy hồi hộp và xen lẫn một chút xíu vui. Tại vì vui là vì cái sản phẩm lần này, cái nguồn năng lượng của nó đem đến được cho quý vị khán giả, Phúc hy vọng là nó sẽ rất là tích cực. Tại vì nó là một bài hát rất là vui vẻ và rất là đúng với cái mood là khi mà chúng ta đã dẹp hết mấy thứ mệt nhoài làm u ám bao ngày qua, đừng cứ kiếm cớ đòi về, cuộc vui vẫn chưa xong mà. Đó, nó là một cái bài hát mà rất là dễ thương. Thì Phúc nghĩ rằng là nó rất là đúng với cái tinh thần, rất là đúng với cái con người của Đức Phúc, và rất là đúng với tất cả những thứ, những điều mà Phúc muốn đem đến cho quý vị khán giả. Đó chính là những cái nguồn năng lượng tích cực khi mà quý vị nghĩ đến Đức Phúc. Thì rất là hy vọng quý vị khán giả và rất là hy vọng tất cả mọi người sẽ yêu thích sản phẩm trở lại lần này mang tên Người ơi Người ở đừng về của Đức Phúc, kết hợp với chị Su Boy và music producer Đi Tát. Nó cũng biết về cái lòng kết hợp với Superboy cũng như là đi tác được không, mà tại vì nhiều người đánh giá là lần này Đức Phúc chơi khá là lớn rồi, tại vì có Superboy nữa. Thực ra thì với cái lần này thì chơi lớn đúng không? Thực ra đấy, nhìn cái tóc thôi là đã thấy là chơi rất là lớn rồi. Tại vì sao? Là vì như Phúc có chia sẻ, đây là sản phẩm trở lại khác hoàn toàn từ trước đến giờ của Đức Phúc, và đó là lý do vì sao mà Phúc chuẩn bị và cũng như là làm mọi thứ một cách hoàn chỉnh nhất, tốt nhất, trau chuốt nhất từ cái buổi họp báo đến ngày hôm nay, từ cái vẻ ngoài của mình và từ cái chất lượng của sản phẩm lần này. Thì tại vì đúng là gọi là để xem, gọi là một lần chơi lớn xem mọi người có trầm trồ không đó. Thì rất là hy vọng cái sản phẩm lần này sẽ được quý vị khán giả yêu thích, ủng hộ thật là nhiều, và cũng là một cái sự kết hợp đặc biệt lần đầu tiên của Đức Phúc và chị Su Boy nữa, nên là cũng rất là trông đợi phản ứng của quý vị khán giả. Mà tôi biết nào mà Đức Phúc biết đến và mời Su Boy kết hợp cùng với dự án này không? Cơ duyên đúng không? Ok, cơ duyên thì thực ra là khi mà Phúc nghe, chắc em sẽ trả lời nốt cái câu này để mọi người vào chụp hình trước ha. Khi mà nghe được cái demo của Đi Táp gửi cho ca khúc này thì cả Phúc và cả Đi Táp đều nghĩ ngay là mình phải mời một rapper nữ để rap cho cái bài hát lần này. Phúc không, nghĩa là Phúc muốn là kết hợp với một rapper nữ. Thì đây là đó là lý do vì sao mà Phúc và cả Đi Táp cùng nghĩ đến chị Su Boy là đầu tiên. Nhưng mà Phúc còn nói rằng là trời ơi, kiểu chị Su Boy cá tính lắm mà trước giờ cũng chưa thấy chị fit với ai cả, liệu có được không? Thì Phúc với cả Đi Táp nói rằng là ok. Em nói với cả Đi Táp là ok, không sao đâu. Muốn biết nó được hay không thì phải thử, còn nếu mà không thử thì chắc chắn sẽ không được. Nên đó là lý do vì sao mà Phúc liều một fan, Phúc gửi email, gửi demo và gửi tất cả mọi thứ. Những cái lời nói rất là gọi là mong muốn làm sao để chị có thể hợp tác cùng với mình. Oh my gosh, vừa mới gửi cái email xong chị check demo và xong đến ngày hôm sau, sáng hôm sau chị say yes luôn. Mà Phúc check cái email đó vào buổi sáng sớm vừa mới ngủ dậy nha mọi người. Không Phúc ạ? Đây là đang, con đang tỉnh hay chưa ấy? Kiểu lúc này là mình đã tỉnh dậy hay chưa, hay là mình vẫn đang mơ? Tại vì cái thông tin nó đến quá nhanh và nó quá là bất ngờ đối với mình đi. Thế nên là Phúc nghĩ là hy vọng quý vị sẽ yêu thích và thực sự là cảm thấy thú vị với cái lần kết hợp lần này của Đức Phúc và chị Sư Bò. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đợi em một xíu em chụp hình với mọi người. Cảm ơn anh chị. Chào chị, vị.